Chào bạn Huy Võ, bạn hỏi là học tóc nam thì mất thời gian khoảng bao lâu? Cái này thì tùy năng khiếu của mỗi người và cái sự nỗ lực của mỗi cá nhân khi mà các bạn đi học nhá. Không quan trọng các bạn học bao nhiêu lâu mà quan trọng là các bạn thực hành được trên bao nhiêu khách. Với tóc nam thì trung bình các bạn thực hành từ khoảng 300 đến 500 khách là các bạn đã cắt được tóc rồi. Nhưng mà để cắt đẹp ấy thì các bạn cần phải trên khoảng 5.000 khách. Còn để trở thành kỹ năng kỹ xảo ấy, thì các bạn cần phải trên 10.000 khách nhé. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn. Khi các bạn đi học tóc nam thì các bạn nên chọn ở những nơi mà có khách cho các bạn thực tập. Bởi vì nghề này chăm hay không bằng tay quen. Các bạn thực tập nhiều thì chắc chắn là các bạn học sẽ rất là nhanh ra nghề. Còn các bạn mà học ở những salon ở ngoài, người chủ người ta không cho các bạn thực tập. Người ta chỉ cho các bạn đứng nhìn rồi quan sát thì biết đến khi nào mà các bạn ra nghề được. Các bạn nên học ở những nơi mà người ở chỗ đó người ta có những cái điểm thực tập cắt tóc miễn phí cho người dân ở ngoài. Những cái nơi đó thì thường ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó nhiều hơn, thì các bạn học nó rất là nhanh ra nghề nhé. Còn các bạn không nên học ở những salon ở ngoài, các bạn học rất là lâu. Ở ngoài các bạn học ít nhất phải 6 tháng trở lên, còn ở trên những cái trung tâm mà các bạn có được khách các bạn thực tập nhiều ấy, thì học nhanh ấy. Các bạn nào nhanh thì chỉ khoảng 3 tháng là các bạn ra nghề thôi. Không quan trọng là các bạn học bao nhiêu tháng, quan trọng là cái số lượng khách các bạn thực tập để mình quen tay thì các bạn học rất là nhanh nhé.